À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Đây lại là một bộ phim ma Việt Nam. Tại sao tôi lại bảo là lại là để chắc chắn ai cũng hiểu. Năm 2022, à mà không, ngoài những bộ phim từ thời xoay anten với dùng điều khiển chữa bách bệnh của TV, thì khán giả mới khen hay đến tận bây giờ như là 10. 11 chứ không phải 12. Hay là lời nguyền huyết ngải, hoặc suýt chút nữa thì là người bất tử. Bây giờ khán giả Việt Nam khó tính quá rồi. Ra phim ma nào là phim đấy bị chê thậm tệ. Và phim đảo độc đắc, tử mẫu thiên linh cái không như thế. Tôi là khán giả dễ tính và cũng không có chuyên môn sâu như là phê phim. Thế nên đây là góc nhìn của một người bình thường xem phim đảo độc đắc. Nếu xem xong mà bạn quyết định ra rạp thì là video review này hay. Mà tất nhiên là hay rồi. Top 1 phim Việt ngày đầu công chiếu tuần lễ Giáng sinh, vượt mặt đối thủ Thanh Sói ra cùng đợt cơ mà. Đảo độc đắc, Thiên Linh Cái được coi là phần thứ 2 của Thất Sơn Tâm Linh, nhưng mà không phải phần tiếp theo của vụ án giết người của Lang Huỳnh, mà là lần thứ 2 đạo diễn Lê Bình Giang cùng đội ngũ sản xuất làm về đề tài bùa ngải. Vậy thì lần này bộ phim có cái gì hơn phần trước? Bây giờ là phần review. Đảo độc đắc, tử mẫu Thiên Linh Cái. Tại sao lại có một cái tên dài như vậy? Thật ra tác giả có dụng ý cả, vì nguyên cái tên đã tóm tắt hết mẹ cả nội dung phim. Có hai khúc mắc xảy ra trong phim. Một là tấm vé trúng giải độc đắc được một người khoe ra khi cả đám đang ở trên đảo hoang. Thứ hai là lời nguyền tử mẫu Thiên Linh Cái. Giờ thì phân tích nghệ thuật của dấu phẩy giữa hai tiêu đề trên. Tại sao nó lại ở đấy? Bởi vì hai câu chuyện này được phát triển riêng biệt với nhau. Điểm chung của chúng là đều xảy ra ở trên đảo hoang không có sóng điện thoại, nên là không cầu cứu được ai. Và do những mâu thuẫn hoặc câu chuyện từ trước đó dẫn đến những bi kịch về sau. Về phần câu chuyện tấm vé số, rõ ràng là tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả đều có thể được quy ra tiền. Thế là bạn bè trở mặt giành giật nhau cơ hội thành con cá mập giữa bể phốt. Và tất nhiên, trên một hòn đảo không có mạng, thú tính thì có ích hơn là nhân tính. Và cái bể phốt thì dễ dàng tẩy trắng. Về đề tài bùa ngải, khía cạnh được PR chính của phim, cụ thể là tử mẫu Thiên Linh Cái, loại bùa chú tàn ác nhất luyện từ trẻ con hoặc gái trinh. Chủ đề này cũng không phải là mới, nhiều phim đã khai thác như Thất Sơn Tâm Linh, Thiên Thần Hộ Mệnh, và đều đã được recap trên The Reviewer, click vào xem đấy. Cơ bản thì cả hai phim trên đều khai thác Thiên Linh Cái dưới dạng mê tín dị đoan, nhất quỷ nhì ma thì ra con người. Đảo Độc Đắc thì làm dựa trên tử mẫu Thiên Linh Cái, được đoàn làm phim khẳng định là đáng sợ hơn bùa chú Thiên Linh Cái ở phần 1. Mỗi tội Thất Sơn Tâm Linh là dựa trên sự kiện có thật và đã được chứng minh là vô cùng xàm lờ. Đảo Độc Đắc thì ngược lại, bùa chú Thiên Linh Cái hoàn toàn có tác dụng. Mặc dù thời gian hiện hồn các thứ có hơi ít, cũng dễ bị phá, nhưng được cái điều khiển người khác cũng ghê. Thứ vô dụng nhất chính là thằng thầy Pháp, đánh nhau thua một con bé đau chân mang bầu sang chấn tâm lý, chạy đi chạy lại cả đêm, vừa bị trói chặt đá đập vào đầu, phế vãi đái. Như đã nói ở trên thì hai phần này phát triển riêng biệt nhau. Bọn nào xông pha đánh nhau với thầy Pháp thì cứ thế đánh, bọn nào giành giật nhau vé số thì cũng mặc mà giật. Nhưng mà nhìn chung thì nội dung phim khá logic, các tình tiết xảy ra đan xen hợp lý, bởi vì nội dung khá là đơn giản, ít nút thắt, dễ đoán trước. Cái kết cũng không phải là nhân vật chính nằm mơ, mỗi thế thôi cũng đã đủ để cộng 100 điểm rồi. Nếu ví phim này như một bài văn thì phần dàn ý ổn, nhưng mà câu văn thì lại lủng củng. Những chi tiết nhỏ trong phim lại không hợp lý lắm, như có một phân đoạn một thành viên trong nhóm bạn ngã xuống vực, cả lũ bình tĩnh đứng quanh thằng bạn hấp hối, ngồi suy nghĩ tìm cách đổ lỗi cho thằng có vé số, rồi chia tiền bịt miệng. Xong có người bị hại như thế, là tôi sợ vãi đái. Nhưng mà phim thì cả đám mỗi đứa tỏa ra một nơi ở trên đảo hoang, chả biết sợ là gì, làm cho người xem có cảm giác không chân thật cho lắm. Hay là như đoạn kết, sau thời gian kinh hoàng trên đảo hoang, nhân vật sống sót quay lại đảo mở dịch vụ du lịch, hoàn toàn chả có tí ám ảnh nào. Về phần âm thanh hình ảnh, đạo diễn khai thác đúng nỗi sợ của con người, đấy là bóng tối. Dựa trên bối cảnh một hòn đảo hoang không người ở, không điện đóm, tất cả cảnh quay đều tối hù, chính hiệu ứng ánh sáng như thế đã làm cho khán giả luôn trong trạng thái sợ hãi. Sợ không nhìn thấy nhân vật đang làm trò gì, sợ không nhìn được con ma sổ ra. Xem nhiều đoạn tôi còn tự hỏi phim nó đang chiếu cái gì mà nhạc phim nó hồi hộp thế. Xong rồi đi về nhà xem lại trailer mới biết đoạn này có con cá thòi ra. Trình độ Photoshop thì đúng bằng cháu tôi. Thảo nào phải cho tối đi cho đỡ quê. Khổ. Hiệu ứng bóng tối này thì có trong đa số những bộ phim ma Việt Nam từ trước đến giờ, và sau bao nhiêu lần góp ý của cộng đồng mạng thì vẫn chẳng có sửa đổi gì. Thế nên là hãy ra rạp để quên góp tiền mua đèn pin cho các đoàn làm phim. Cũng vì quá tối nên hình ảnh phim nhiều đoạn bị nhiễu. Về phần CGI thì chưa có sự đột phá nào so với 10 năm trước. Nhiều cảnh phông xanh lộ liễu, hay cái vách đá quay qua quay lại khác hẳn nhau. Góc quay cùng với chuyển động máy cũng chưa được mượt mà, làm cho trải nghiệm xem phim cảm giác bị hụt hẫng. Về hiệu ứng âm thanh, cơ bản thì không có gì phải góp ý. Tôi thì không thích lắm bài ma sói, ca khúc nhạc phim, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem cho lắm. Hơn cả thế, phải dành lời khen cho ý tưởng của đạo diễn trong một cảnh phê pha say rượu. Thay vì cho diễn viên tự đau đầu chóng mặt, nói lèm bèm như cũ, đạo diễn đã cho hẳn filter Instagram vào cho nó mới lạ, chắc là cũng rẻ nữa. Rồi lại còn bóp méo giọng nói.
Cảnh phim này thật đúng đưa phim lên một tầm cao của điện ảnh nước ngoài. Để tôi giải thích cho. Tôi thì không rõ có ai say rượu rồi nhìn mọi thứ méo mó hay không, nhưng mà cảnh say thường sẽ được skip nhanh hoặc là lồng những thông tin không quan trọng. Nhưng mà đây lồng ngay mấy lời thoại quan trọng, thêm cả hiệu ứng bóp méo âm thanh. Thế là tôi, một người Việt Nam đi xem phim Việt Nam, nhưng mà lại còn phải đọc sắp tiếng Anh để có thể hiểu được nhân vật nói gì. Thế đấy không phải là tầm cỡ phim nước ngoài thì là gì ạ? Về diễn viên, Đảo Độc Đắc quy tụ những cái tên quen thuộc với Gen Z. Sam này, Hoa hậu Tiểu Vi lần đầu diễn xuất này, Trần Phong này, Trần Nghĩa này, Minh Dự, Phương Lan. Đủ để gây ấn tượng với người xem nhờ sự nổi tiếng, chứ không phải nhờ diễn xuất. Nói chung là ở mức vừa vừa. Trần Phong thì vẫn là bác phoi như anh Dũng trong mắt biếc. Minh Dự vẫn là cái nét xéo sắc, khịa khịa ngàn tác phẩm như một. Có Trần Nghĩa vào một vai gai góc hơn. Nhưng thứ gây ấn tượng là mái tóc mì ly Naruto. Thế thôi. Các nhân vật trong phim theo quan điểm của tôi là nửa vời. Kẻ luyện thiên linh cái đáng ra là người xấu, nhưng cuối cùng lại cũng là kẻ đáng thương. Lại còn lôi ra cả lý do để gặp lại mẹ, chả khác gì thất sơn tâm linh. Nhân vật chính thì lại càng không có tí khuất tất hay quá khứ gì cả. Rốt cục kẻ xấu nhất phim thì lại chỉ có anh bắc phoi của Trần Dũng. Và nhân vật của Minh Dự thì vì tờ vé số mà hại hết người này đến người kia. Nhưng spoil là cũng tèo hết. Về những yếu tố kinh dị trong phim, chắc chắn đây là thứ quan trọng nhất. Thì chỉ có thể nói là nhạt nhòa. Có jump scare không? Không có gì nhảy bổ vào màn hình cả. Hoặc là tối quá tôi cũng không thấy. Có máu me không? Cũng có cảnh cái xác không đầu đi đi lại lại. Nhưng mà phim nào chả có. Có đau đớn thể chất không? Đã được che hoặc xử lý để qua kiểm duyệt. Thế hiệu ứng CGI có đáng sợ không? Nếu là thế hệ mẹ chúng ta xem thì có. Có hồi hộp gây cấn đến ngạt thở không? Chắc là chỉ có người yếu tim. Vậy thì điều gì đã làm nên yếu tố kinh dị của bộ phim? Có hai thứ. Nguyên nhân đầu tiên thì đã nói ở trên, là do tối khiến cho lòng người hoang mang. Hai là do truyền thông nói thế. Nào là nghẹt thở chưa bao giờ kết thúc, rồi vô số điều tà mị đen tối, rồi thế lực thao túng linh hồn quỷ dữ. Chứ cái poster này thì ai bảo là phim kinh dị. Thậm chí là đến sự biến thái, bí ẩn rùng rợn như trong Thất Sơn Tâm Linh cũng không có. Mặc dù Thất Sơn Tâm Linh cũng bị chê, nhưng đấy là do kịch bản bị xước. Còn phần ám ảnh ghê sợ đặc trưng của phim kinh dị châu Á thì vẫn thể hiện ra được. Chứ đạo diễn Lê Bình Giang với đội ngũ sản xuất thì vẫn phù hợp với những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay là Siêu Sao Siêu Ngố. Đánh giá tổng hợp thì cốt truyện đơn giản, diễn xuất không để lại ấn tượng. Loại phim kinh dị phong cách giải đố trí tuệ, đi tìm xem đâu là chi tiết kinh dị. Nhận xét là một phim kinh dị phù hợp với đêm Noel, vì nó ra mắt vào gần Noel. Mục đích là để giải tán đám đông cho phố cổ và cho mọi người thấy giá trị của hy vọng chỉ bằng 100k tiền vé. Tôi chấm điểm Si Húc trên Morbius. Cuối cùng thì tôi kêu gọi mọi người hãy ra rạp để ủng hộ đoàn phim có tiền mua đèn pin. Tôi Quán Quại, xin chào và hẹn gặp lại.